Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta đang đến với những diễn biến của vòng đấu thứ 20 của giải bóng đá hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023-2024. Và đây sẽ là một trận đấu derby hết sức đặc biệt. Trận derby được ví là trận derby đèo Hải Vân giữa hai câu lạc bộ Huế và SHB Đà Nẵng. Và chúng ta sẽ cùng đến với 11 cái tên xuất phát của câu lạc bộ bóng đá Huế ở trong trận đấu này. Với thủ môn mang áo số 28 Đức Bảo. Các cầu thủ ở hàng phòng ngự gồm Đình Bình, Duy Bảo, Tuấn Khải và Vi Đình Thượng. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Quân và Thành An. Ba tiền vệ tấn công là Anh Vũ, Văn Tú. Người chơi cao nhất trên hàng tấn công của đội chủ nhà ở trong trận đấu này đó là Ngô Hoàng Quân. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là ông Nguyễn Ngọc Tưởng, các trợ lý ông Nguyễn Hoàng Đô, Huỳnh Hùng Cường và trọng tài thứ tư là ông Đặng Quốc Dũng. Còn về phía câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, đội hình ra sân của họ gồm có thủ môn mang áo số 25 Văn Cường, số 6 đội trưởng Đặng Anh Tuấn, số 7 Nguyễn Hữu Dũng, số 11 Phan Văn Long, số 12 Trịnh Hoa Hùng, số 18 Phạm Đình Duy, số 19 Hà Minh Tuấn, số 20 Lương Duy Cường, số 21 Nguyễn Phi Hoàng, số 22 Nguyễn Công Nhật và số 86 Liễu Quang Vinh. Và như vậy là hiệp 1 của đối đầu giữa hai câu lạc bộ Huế và SHB Đà Nẵng đã được bắt đầu. Trong trang phục áo trắng quần xanh, đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình của quý vị trong 45 phút đầu tiên. Họ đã có một giai đoạn bị chững lại sau khởi đầu tương đối tốt. Nhưng so với mặt bằng chung ở giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng thì Huế vẫn là một đội bóng có được đánh giá có thực lực tốt. Và có người hay, căng ngang, quá dễ dàng. 1-0 dành cho SHB Đà Nẵng. Pha ghi bàn là của Phạm Đình Duy. Và đó là một sự bình thản của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Đội bóng của ông đã ghi bàn ngay ở phút thi đấu thứ 5. Đình Duy là người ghi bàn, nhưng công lớn ở trong tình huống vừa rồi phải được dành cho người kiến tạo cho anh. Khá nguy hiểm. Võ Đức Bảo đã phải trổ tài. Đây là lần đầu tiên ở mùa này mà Đức Bảo được ra sân thi đấu cho Huế. Sẽ có một quả đá phạt góc được thực hiện bởi Phi Hoàng. Xâm nhập đánh đầu và kết thúc ngay trong khu vực 5m50, nhưng lại đưa bóng đi vọt xa. Đến từ Lương Duy Cường. Rất đáng tiếc. Đó lại là lời đe dọa đến từ phía đội bóng Sông Hàn. Quả phạt góc được thực hiện bởi chính Phi Hoàng. Đánh đâu? Người chạm bóng đầu tiên đó là Phan Văn Long. Và sau đó thì Thanh Minh là người đã giải nguy cho đội chủ nhà. Đội bóng Tân Vương của giải nhất quốc gia bia sao vàng 2023-2024 vẫn đang dẫn 1-0. Rất nguy hiểm. Quá đáng tiếc khi không có bàn thắng. Người đã có pha thoát xuống và tâng bóng qua đầu thủ môn đó là Phan Văn Long. Chúng ta xem lại cơ hội vừa qua. Chỉ có hai chạm thôi, quả bóng được truyền đến vị trí của Văn Long. Trở lại sau khi bị xuống hạng ở V-League 1 có hơn nửa năm. Và nó là một sự bù đắp cho những thất vọng mà các cổ động viên Đà Thành phải trải qua. Rất nguy hiểm. Nhưng bàn thắng đã không được công nhận cho đội bóng chủ nhà. Pha đánh đầu là rất gọn nhưng vừa rồi Hữu Tuấn đã việt vị. Chọc khe rất hay, đối mặt và vào.
số là 1-0. Cuối cùng thì niềm vui cũng đã đến với các khán giả cố đô. Pha chuyền bóng rất thông minh của Nguyễn Văn Tú và đồng đội của anh đã không từ chối cơ hội để lập công. Pha ghi bàn là của cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Nguyễn Ngọc Tú. Chính xác hơn là cầu thủ mang áo số 77 Dương Anh Vũ là người đã ghi bàn. Dứt điểm. Cú đá rất nguy hiểm. Người băng lên dứt điểm đó là Pha Văn Long. Pha bóng chơi với. Rất cố gắng. Đã có tiếp ứng rồi. Dứt điểm ngay. Rất đáng tiếc. Đội chủ nhà đang đá rất tưng bừng. Khung thành của FAB Đà Nẵng liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Đánh đầu. Tỷ số đã nâng lên là 2-1. Một vũ khí rất lợi hại và đã được cao thủ FAB Đà Nẵng khai thác thành công. Trong một hoàn cảnh rất khó khăn thì đúng là bản lĩnh của đội bóng Tân Vương đã được phát huy. Thì bây giờ đây FAB Đà Nẵng lại tái lập được thế dẫn bàn rồi. Quả đánh đầu rất tốt và đây là cú đúp của Đình Duy ở trận đấu này. Văn Long, chân trái, cú đá rất căng. Nhưng anh vẫn không thể thắng được thủ môn đối phương và ghi bàn thắng thứ 9 tại giải. Rất nguy hiểm và... Đó là vòi rừng Hồ Thanh Minh. Rất tuyệt vời. Một trận đấu cực kỳ hấp dẫn ở hiệp 2. Và lại một lần nữa thì Thanh Minh trở thành người hùng của đội bóng cố đô. Phong độ ghi bàn thực sự là rất ấn tượng của Thanh Minh. Lần thứ hai trận đấu này mà đội chủ nhà có được bàn gỡ hòa. Giải pháp an toàn của thủ môn bên phía FAB Đà Nẵng. Rất nguy hiểm. Pha cứu thua của Văn Cường. Ba phút bù giờ cũng đã trôi qua và trận đấu giữa câu lạc bộ Huế và Đà Nẵng đã khép lại. Một trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn ở nửa sau. Hai lần các cầu thủ SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước là cũng hai lần Hồ Thanh Minh và những người đồng đội đã chơi đầy nỗ lực để gỡ hòa. Các bạn thân mến, đến đây thì buổi trực tiếp của FPT Play trận đấu giữa hai câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và Huế trong khuôn khổ vòng 20 giải nhất quốc gia bia sao vàng 2023-2024 xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những diễn biến tiếp theo của mùa giải này. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.